Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn tay mèo. Đầu tiên mình gắn tay nhỏ vô tay lớn trước. Sau đó mình dán keo tay lớn. Các bạn lưu ý, khi dán càng ít tiếp xúc với bề mặt keo thì khi dán lên nón thì nó sẽ càng chắc hơn. Mình căn chỉnh để dán lên nón tay được cân đối.